Làm thế nào để hiểu và yêu bản thân hơn? Bạn có sẵn sàng thấu hiểu một hành động hay trạng thái tiêu cực nào đó của chính mình? Bạn có cảm thấy bao dung với chính mình mỗi khi mình không làm đúng theo kỳ vọng của bản thân đặt ra? Bạn có dành thời gian ngồi xuống quan sát chính mình với sự tò mò? Bạn có khách quan nhìn nhận những điểm mạnh, thành tích của chính mình và dành cho mình những lời khen? Nhưng thính giả của Spider Room thân mến, chỉ có bạn và chỉ có một mình bạn mới nắm giữ câu trả lời cho những câu hỏi trên. Cũng chỉ có bạn mới có đủ thông tuệ để tìm ra cách yêu bản thân bạn đúng đắn nhất. Yêu bản thân là một cuộc hành trình giàu cảm xúc để chúng ta biết được mình thực sự là ai, giúp tâm hồn mỗi người thoát ra khỏi những ám ảnh về căn tính, những khủng hoảng về sự tồn tại. Nếu chưa tìm ra điểm xuất phát để bắt đầu thực sự yêu thương bản thân mình đúng cách, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả Ly Thu Trang tại Spider Room và cùng trang bị những hành trang cần thiết trên con đường khám phá những đứa trẻ bên trong bạn nhé. Bài viết là trải nghiệm của riêng mình và những điều mình nhận ra dựa trên kiến thức Healing Inner Child mình học được và đọc được, kết hợp với các phương pháp như là Tarot, Thiền. Nếu bạn chưa biết bắt đầu yêu bản thân từ đâu, bạn có thể xem đây là nguồn tham khảo từ một người bạn đã và đang đi trên hành trình này. Cách đây 2 năm, mình bắt đầu viết về chủ đề yêu bản thân trên trang blog cá nhân. Mình nhớ, đó là một trong những giai đoạn hoang mang nhất của tuổi 24 khi sức khỏe của mình khá yếu để đảm nhận những công việc áp lực nhưng tâm trí lại loay hoay kiếm tìm những thử thách rồi lại tự trách mình chẳng sao có thể thỏa mãn được kỳ vọng về bản thân. Đó cũng là lúc mình đầu tư thời gian và tiền bạc để tham gia các lớp học phát triển bản thân, học yoga và ăn uống lành mạnh. Trên hành trình đó, mình nhận ra một số bài học nhỏ nên ghi lại để nhắc nhở bản thân và chia sẻ với mọi người vì biết đâu ai đó cũng đang cần. Bây giờ, khi mình tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần và thành công trong việc mở rộng giới hạn an toàn của bản thân, mình nung nấu ý định viết tiếp series này. Mỗi người sẽ có cách yêu bản thân khác nhau. Có người chọn đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân mọi lúc. Có người chọn sống hài hòa với chính mình và môi trường xung quanh. Có người tự chọn thưởng cho mình những món đồ xinh xắn từ quần áo, trang điểm cho đến trang sức. Có người chọn xả hơi bằng chuyến du lịch đến những miền xa. Có người chọn đối xử với mình như một nàng công chúa. Có người lại thích cảm giác được ngồi với chính mình và thật thân tình như hai người bạn thân sau một ngày dài. Ở bất cứ hình thức nào, yêu bản thân luôn là một tình cảm đẹp mà ai cũng cần có trong đời. Vì sau cùng, người cam kết ở bên cạnh mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là chính bản thân mình mà thôi. Mình không phổ quát cách yêu nào đúng hay sai, mình chỉ muốn chúng mình lưu ý về cảm nhận bên trong mình khi thực hành yêu bản thân. Yêu bản thân là một hành trình cần nhiều sự nỗ lực, trau dồi và kiên nhẫn từng chun một. Nỗ lực xóa bỏ những tư tưởng và thói quen cũ không còn hợp như tự trách mình, cảm thấy mình không đủ tốt, luôn nghĩ lỗi tại mình. Trau dồi những tư tưởng và thói quen lành mạnh như chăm sóc bản thân cả thể chất lẫn tinh thần, trấn an bản thân và chữa lành những tổn thương sâu gốc. Kiên nhẫn để bao dung với mình mỗi khi thấy khủng hoảng trên hành trình. Và làm sao để nỗ lực, trau dồi và kiên nhẫn. Dưới đây là một số cách thức mình đã và đang thực hành mỗi ngày để nuôi giữ tình yêu với chính mình. Đầu tiên, quan sát bản thân mọi lúc. Người ta thường bảo, người ngoài nhìn vào câu chuyện luôn là người sáng suốt nhất. Không phải lúc nào bên cạnh mình cũng có một người sáng suốt và khách quan để nghe mình tâm sự, nên mình quyết định sẽ trở thành người quan sát của chính mình. Mối quan hệ nào cũng cần sự cam kết nhất định và mối quan hệ giữa mình cùng người quan sát cũng như vậy. Người quan sát cần đảm bảo những nguyên tắc sau. Cam kết ở bên mình mọi lúc, kể cả lúc vui hay buồn, tự hào hay thất vọng, thăng hay trầm. Đừng vội vàng đưa ra lời khuyên, nhiệm vụ của người quan sát chỉ là quan sát mà thôi. Thay vì chịu sự chi phối bởi ngoại cảnh, người quan sát sẽ nhìn vào những cảm xúc sâu bên trong chủ thể. Vậy cụ thể người quan sát sẽ quan sát cái gì? Bạn có thể tưởng tượng khi trở thành người quan sát, bạn đang nhìn câu chuyện của chính mình ở ngôi thứ ba như một khán giả xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện với những tình tiết sống động. Khi đó, chủ thể trong câu chuyện sẽ thay đổi. Thay vì, ôi tôi thật đen đủi, mọi thứ đều đang chống lại tôi, dưới góc nhìn của người quan sát sẽ là một phần bên trong của Trang đang cảm thấy buồn và thất vọng vì hôm nay mọi chuyện không diễn ra theo ý của mình. Một phần khác cảm thấy bất lực vì suy nghĩ mọi thứ đang chống lại mình. Cảm xúc như những đám mây, ngay khi mình nhận diện và gọi tên được chúng sẽ trôi đi. Đặt mình ở vị trí người quan sát sẽ giúp mình gọi tên chính xác được cảm xúc bên trong mình như buồn, thất vọng, bất lực. Cảm xúc tiêu cực như em bé đang kêu gào đòi sự chú ý. Gọi tên cảm xúc như một sự công nhận rằng cảm xúc đó tồn tại. À, tôi biết cậu ở đây rồi đó. Khi đó, cảm xúc sẽ dịu xuống. Làm thế nào để chuyển sang chế độ người quan sát? Trạng thái trực quan nhất về người quan sát mà chắc hẳn ai cũng từng trải nghiệm là khi xem một bộ phim, mình ở vị trí người xem và quan sát các tình tiết, các cách phản ứng, cảm xúc, hành động của các nhân vật trong bộ phim. Khi đó, bản thân chúng mình ý thức được rằng những cảm xúc, hành động, suy nghĩ là của nhân vật trong phim chứ không phải của bạn. Mình cũng hiểu rằng những sự kiện xảy ra là với các nhân vật, không phải với mình.
và mình cũng dễ dàng hy vọng rằng các nhân vật chính sẽ luôn tìm ra cách giải quyết và đi đến kết cục viên mãn nhất vì họ là nhân vật chính. Nếu ta quan sát mọi việc, cảm xúc, suy nghĩ xảy ra dưới góc nhìn của người quan sát như cách chúng ta xem phim, chúng ta có thể tách mình ra khỏi sự việc, cảm xúc, suy nghĩ này. Mình học được cách đặt mình vào vai trò người quan sát lần đầu tiên trong khái niệm quan sát tách rời của thiền quán. Theo đó, với mỗi cảm xúc, suy nghĩ hay hình ảnh hiện lên trong tâm trí, ta chỉ cần ghi nhận mà không suy nghĩ diễn, không phán xét. Và ta biết cảm xúc, suy nghĩ hay hình ảnh sẽ đến rồi sẽ đi. Hay nói cách khác, ta để những cảm xúc, suy nghĩ, hình ảnh bước qua mà không hề dính mắc. Mình thường tự đưa bản thân vào vai trò người quan sát khi thực hiện hai bước sau. Bước 1, gọi tên cảm xúc, suy nghĩ của mình tại thời điểm xảy ra sự kiện theo cấu trúc. Một phần bên trong tôi đang cảm thấy, tính từ chỉ cảm xúc hoặc cảm giác. Bước 2, tự nhủ, tôi biết mình đang có cảm xúc hay suy nghĩ này, nhưng tôi không đánh đồng bản thân với cảm xúc, suy nghĩ đó. Ví dụ, công việc full time hiện tại của mình là làm copywriter cho một agency marketing, đồng nghĩa với việc có những khoảng thời gian mình sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc rất lớn và chịu áp lực từ yêu cầu của khách hàng. Những lúc cảm thấy thất vọng hay nghi ngờ về năng lực của bản thân, mình tự nhủ, tôi ghi nhận rằng một phần bên trong tôi đang cảm thấy thất vọng, phần khác cảm thấy nghi ngờ, nhưng tôi không đánh đồng bản thân tôi với sự tuyệt vọng và nghi ngờ đó. Ở đây có hai điểm lưu ý. Trong một số trường hợp, chúng mình chỉ cần thực hành bước 1, gọi tên cảm xúc, suy nghĩ ngay tại thời điểm xảy ra sự việc là đã có thể bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Mình thường quán tưởng mỗi cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, đều như những đứa trẻ. Chúng làm đủ mọi việc để gây sự chú ý, và khi mình ghi nhận sự xuất hiện của chúng, có thể những cảm xúc hay suy nghĩ này chưa biến mất ngay, nhưng chúng sẽ phần nào dịu lại và đạt được mục tiêu khiến cho chúng mình chú ý tới chúng. Sử dụng cấu trúc một phần bên trong bộ phim Inside Out, mỗi cảm xúc dù là tiêu cực hay tích cực thì đều có một tên gọi và đặc điểm nhận dạng khác nhau. Tất cả đều tồn tại bên trong chủ thể là cô bé Riley. Chúng ta là 5 trong số vô vàn cảm xúc xuất hiện bên trong chúng ta mỗi ngày. Việc gọi một phần bên trong không chỉ giúp chúng ta ghi nhận được hết cảm xúc, suy nghĩ tại cùng thời điểm mà còn tách cảm xúc, suy nghĩ đó ra khỏi ta. Ai cũng có cảm xúc, suy nghĩ, nhưng ta sẽ không để chúng định nghĩa ta. Một số người chưa quen quan sát và ghi nhận cảm xúc của chính mình, việc thực hành có thể sẽ khó khăn. Thay vì việc nói hoặc thiền, bạn có thể bắt đầu với việc viết ra theo các bước như trên. Thứ hai, chăm sóc sức khỏe vật lý và rèn luyện thói quen lành mạnh. Mình được nghe về ba thể thân, tâm, trí tồn tại trong một con người lần đầu tiên ở khóa thiền An Vui. Muốn có một bản thể khỏe mạnh, cả ba cần được chăm sóc và tưới tẩm thường xuyên và đều tay. Suốt những năm phổ thông, mình tập trung tối đa năng lượng của việc học hành, phát triển trí ở mức cao nhất trong khả năng mình có thể. Mình thức khuya, không ngủ đủ giấc, vừa ăn xong đã học ngay, uống cà phê triền miên. Mình đạt được một số thành tích, nhưng kèm theo đó là đau dạ dày nặng và căng thẳng kéo dài. Vài năm trở lại đây, mình đầu tư phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần bên cạnh việc dành thời gian cho công việc, học tập. Mình làm việc tập trung hơn, ít khi bị cơn đau dạ dày và mất ngủ làm phiền. Mình xem ba bộ thân, tâm và trí như một chiếc kiềng ba chân vậy. Chỉ cần thiếu một trụ, mình sẽ lung lay ngay lập tức. Khi mình down mood, cơ thể đã được thiết lập những thói quen lành mạnh trước đó sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ chăm sóc thể chất như vệ sinh cá nhân, ăn ngủ đúng giờ, skincare và mặc đồ gọn gàng. Khi mình cảm thấy sức khỏe hao hụt, mình sẽ chủ động tìm kiếm cách nâng cao thể chất như cải thiện chất lượng giấc ngủ, uống vitamin, chọn loại dưỡng da phù hợp. Khi mình tự nhận thấy cần đầu tư nhiều thời gian cho công việc trong một giai đoạn nhất định, sức khỏe thể chất và tinh thần vốn được tưới tẩm kỹ càng trước đó giúp mình làm việc với sự điềm tĩnh và tỉnh táo nhất. Ba trụ thân, tâm, trí bổ trợ và neo giữ lẫn nhau như ba người bạn cùng dìu nhau qua những thăng trầm. Nếu một trong ba trụ khuỵu ngã, hai trụ còn lại sẽ nâng đỡ cả ba để cùng đi tiếp. Một lần trong buổi talk show chia sẻ về hành trình phát triển bản thân ở công ty cũ, có bạn hỏi mình rằng có những ngày chán đến độ không muốn làm gì, không màng ăn uống, tập thể dục như ngày bình thường thì phải làm sao? Mình đáp rằng ít nhất hãy cố gắng cầm điện thoại lên và đặt cho mình một món ăn thật ngon và ấm. Khi cả thân, tâm, trí đều cảm thấy không ổn, thứ duy nhất neo lại cho mình là sức khỏe vật lý, và thân cũng chính là yếu tố dễ tác động nhất. Ví dụ đơn giản mà bạn cũng có thể từng nghe qua, vào những ngày tinh thần mỏi mệt chỉ cần tập cardio 10 phút, tâm trạng của bạn sẽ khá hơn bởi việc tập thể dục giúp giải phóng endorphin, giảm căng thẳng. Hai việc không bỏ bữa và ngủ đủ giấc sẽ cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho bạn để luôn minh mẫn và tỉnh táo khi làm việc. Mỗi người sẽ rút ra cho mình cách thức khác nhau để chăm sóc ba thể thân, tâm, trí. Còn với mình, tất cả đều bắt đầu từ thói quen, ăn uống điều độ, tập thể dục, ngồi thiền, đọc sách hay học tập. Mình cố gắng sắp xếp từng công việc theo timeline cụ thể và thực hiện mỗi ngày. Mình quan niệm rằng khi mọi chuyện đang ổn theo đúng nghĩa của nó, mình sẽ dùng năng lượng và sự săn sóc để chăm chút cho bản thân mỗi ngày, cả về thể chất, tinh thần lẫn tâm trí. Mình xem mình là một người làm vườn cần mẫn, nhổ cỏ, cuốc đất, bón phân,
chia luống, tưới tắm những hạt giống tích cực bên trong mình như một người nông dân thực thụ. Mình đặt tâm đưa những hành động này thành thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, tâm trạng tốt hay không tốt, lúc khỏe mạnh hay lúc có chút mệt mỏi. Mình rèn cho mình những thói quen nhỏ hàng ngày, khắt khe với bản thân một chút. Và khi có chuyện xấu xảy đến, mình cảm thấy biết ơn phiên bản kỷ luật của chính mình trước kia vì đã chăm sóc khu vườn nội tâm của mình thật tốt, để mình luôn có một nơi an toàn để trở về sau cơn bão giông. Thứ ba, quan sát và xử lý những tổn thương bên trong ở tầng sâu nhất. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một số trạng thái cảm xúc không mong muốn như căng thẳng về tiền bạc, cả khi ít tiền lẫn khi nhiều tiền, dễ nổi cáu với mẹ, đau đầu mỗi khi mở laptop lên làm việc, sợ nghe gọi điện thoại trực tiếp. Một số người chọn cách dung túng cho những cảm xúc hành động này, số khác có vẻ chiếm phần lớn thì bài xích hoặc ghét bỏ hình ảnh của mình khi cảm xúc không mong muốn xảy đến. Dù chọn cách nào trong hai cách trên, cảm xúc đều chưa thực sự lành mạnh cho cảm xúc của ta. Nếu chọn cách một, cảm xúc, hành động tiêu cực sẽ diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến chính ta và người liên quan về mặt cảm xúc và cản trở ta đến với những điều chúng ta mong muốn. Nếu chọn cách 2, cảm xúc bị đè nén ngày này qua ngày khác, dễ dẫn đến bùng nổ vào thời điểm ta lơ là nhất hoặc mất kiểm soát nhất. Vậy, làm sao để giải phóng cảm xúc, hành động không mong muốn một cách lành mạnh? Theo phương pháp Internal Family System hay gia đình nội tâm, cảm xúc hay hành động không mong muốn thực chất là một phần bên trong ta thể hiện ra thế giới bên ngoài nhằm bảo vệ ta khỏi điều gì đó. Đó là cách duy nhất mà nó biết và nó cho rằng là cách tốt nhất cho chính bản thân ta. Bạn có thể hình dung phần cảm xúc, hành động không mong muốn này như một đứa trẻ tìm mọi cách bảo vệ điều quan trọng với bạn ấy. Đứa trẻ lo hay một mình, gào khóc, bực tức, cau có, thét ra lửa. Dù mệt, dù cô đơn nhưng bạn ấy không biết làm cách nào khác. Nhìn dưới góc độ này, ta có thể giải phóng cảm xúc, hành động không mong muốn bằng cách lắng nghe, yêu thương, thấu hiểu và cảm hóa nó. Chính bản thân ta, với nhận thức và khả năng của một người trưởng thành, hãy chỉ cho đứa trẻ cô đơn bên trong mình rằng mình đủ sức bảo vệ bạn, vẫn còn cách tốt hơn cho tình huống này. Hãy tin mình yêu bạn. Hiểu được điều này, ta quan sát cảm xúc, hành động của ta mà không phán xét, không trách cứ, không dằn vặt. Ta ghi nhận và tìm cách thấu hiểu, yêu thương, ôm ấp và giải phóng chính những nỗi đau mà ta đã gặp trong quá khứ. Bằng sự bao dung và thời gian, vết thương trong ta rồi sẽ lành lại. Kết lại, đi từ điểm A đến điểm B, mỗi người sẽ có cho mình những lộ trình khác nhau tùy theo trải nghiệm và quan điểm của cá nhân. Với mình, để từng bước trưởng thành và hạnh phúc hơn, ba việc mình cần làm đầu tiên đó là quan sát bản thân mọi lúc, chăm sóc sức khỏe vật lý và rèn luyện thói quen lành mạnh. Cuối cùng, quan sát và xử lý những tổn thương bên trong ở tầng sâu nhất. Mình cố gắng lồng ghép những hoạt động này vào thói quen hàng ngày. Chữa lành với mình không phải là việc có chuyện xảy ra mới làm, mà cần được thực hành thường xuyên, mỗi ngày. Về cách thức thực hiện cụ thể từng hoạt động, mình sẽ chia sẻ trong những bài viết tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian, tin tưởng và đồng hành. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Spider Room được đồng hành trên chặng đường phát triển của bản thân nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!